Xin chào bạn, chào quay trở lại kênh Thuyền Máy Tính. Video này tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách bật cái cài đặt cho phép cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc từ bên ngoài của con máy Samsung Galaxy A01 Grand nhé. Đây, tôi sẽ vào hệ thống này, thông tin điện thoại A01 Grand nhé. Ở đây tôi ví dụ như các bạn chép một cái phần mềm hoặc game hack mode ở bên ngoài, hoặc các bạn tải về, còn không cài được nó sẽ bị chặn, thì ta sẽ bật lên như sau. Đầu tiên ta sẽ vào cài đặt này. Ta sẽ kéo xuống chọn ứng dụng và thông báo. Ta sẽ kéo xuống chọn truy cập đặc biệt. Đây, cài đặt ứng dụng không xác định, nó là đây. Còn bấm vào đây. Các bạn cứ bật hết lên cho mình nha. Ví dụ bạn trôm mà không được phép thì bạn bật lên. Đấy. File Word bật lên. Store bật lên. Gmail hoặc Samsung Internet chẳng hạn. Đấy, các bạn tốt nhất các bạn cứ bật lên đấy cho mình nhá. Rồi sau đó thì các bạn có thể tải file cho chép Bluetooth này, chép từ máy tính hoặc tải trên Internet về cài như bình thường nhá. Vừa rồi mình vừa dẫn các bạn là cách bật cho phép cài ứng dụng không rõ nguồn gốc từ bên ngoài của máy Samsung A01 của đây. Chúc các bạn thành công. Các bạn nhớ like, chia sẻ, view và đăng ký kênh của mình nhá. Chào bạn.